Hey, what's up guys, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì như mọi người cũng đã biết, hoặc là những ai chưa biết, thì ngày 19 tháng 12 thì cũng là ngày sinh nhật của mình. Và thật sự mà nói là mình cũng muốn quay một cái vlog để mà mình chia sẻ với mọi người một ngày sinh nhật của mình sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà tiếc rằng là ngày hôm đấy thì mình cũng đi chơi, đi với mọi người khá là nhiều. Nhưng tiếc là mình quên mang theo camera để quay lại những cái kỷ niệm mà mình cùng với mọi người. Nhưng mà không sao, mình cũng muốn chia sẻ đến với mọi người những món quà mà mình được tặng trong ngày sinh nhật của mình. Thì món quà đầu tiên mà mình nhận được đó chính là AirPods. Thật sự mà nói, đây là món quà khá là lớn và lần đầu tiên được bạn bè mình tặng một món quà lớn đến như thế luôn ấy. Thì mình cũng đã unbox rồi và đây là cái phân cảnh mà mình unbox món quà của mình ấy. Sau đấy thì mình cũng đã để vào trong một cái case khá là nhỏ nhỏ và xinh xinh như vậy. Và đây, mình cũng rất là muốn mua AirPods, nhưng mà mình cũng chỉ suy nghĩ rằng là mình muốn mua AirPods second hand thôi, tại mình không có quá là nhiều tiền. Cho đến ngày sinh nhật của mình kiểu bùm, wow, wow, kiểu rất là happy và rất là hạnh phúc ấy. Mình từng là Samsung fan, mình có cả earbuds, mình có cả Samsung Galaxy S10 Plus, mình đã mua từ hồi năm ngoái rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển qua fan của iOS. Mình cũng chưa có trải nghiệm nhiều về AirPods, cho nên là mình nghĩ đây là một sản phẩm khá là thú vị để mà thử. Kênh này chuyển qua review đồ công nghệ rồi. Tạm thời bỏ qua món quà đầu tiên nhé. Đến với món quà thứ hai của mình, thì mình được tặng một đôi giày. Mình không nghĩ là mình được tặng một đôi giày cơ. Mình lúc đầu mình chỉ nghĩ là mọi người sẽ tặng cho mình những món quà nhỏ nhỏ như là một chiếc áo thi, hoặc là một chiếc áo khoác, hoặc một chiếc quần, hoặc là một vài món phụ kiện, đồ chơi. Nhưng mà mình không nghĩ là mọi người tặng cho mình một món quà lớn như thế này luôn. Một đôi giày, một cái AirPods. Oh shit. Để bên trong là một đôi giày Vans. Thì đây là một cái thiết kế khá là mới của Vans. Thì ở trong đây chúng ta có một cái tag. Ở đây thì nó ghi là Create Your Colors. Và phía đằng sau thì nó có một vài dòng chữ. Thì cái design mới này của Vans á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta sáng tạo về màu sắc. Có nghĩa là lúc đầu thì những cái detail, những cái họa tiết doodle trên đây là màu trắng và màu đen, không có màu sắc. Và mình có một thằng bạn thật cực kỳ là giỏi vẽ và nó đang học fine art. Nó vẽ cho mình và một người bạn nữa của mình. Đây, hai người vẽ hai chiếc, nhìn rất là xinh. Và đây là cái video mà mình được tặng cái đôi giày đó. Mở đi ba. Nguyên con nhận. Nói chung là chúng nó giấu hộp giày vào trong máy giặt và chúng nó bắt mình phải lấy ra. Nhưng mà chúng nó hù là có con nhện ở trong đấy. Mình thì tính mình cũng khá là sợ mấy cái con côn trùng nho nhỏ, nhưng mà có tính sát thương cao. Và con côn trùng đấy to như thế nào thì mọi người cùng xem video tiếp nhé. Ok mày mở đi. Mày đứng lên đây, đứng lên mấy em thấy to. Nhận to lắm đó mày. Ok, có nhà thì to. Khá là thú vị phải không? Tự nhiên mình là một thằng khá là chill, cũng biết nhiều trò prank và cũng hay đi prank người khác. Không ngờ mình lại bị prank ngược lại. Thì đây là cái cảnh B-roll mà mình quay lại cảnh mà bạn mình vẽ cho mình. Thì đây phải nói là hai món quà khá là ý nghĩa và lớn nhất mình từng được tặng từ trước tới giờ. Kiểu trước ấy mình cũng được tặng một đôi Vans, một đôi Converse, nhưng mà đây là lần thứ ba mình được tặng một đôi giày, kiểu hạnh phúc.
hạnh phúc cực kỳ luôn. Tiếp theo mà mình được tặng đó chính là một chiếc áo hoodie. Như mọi người có thể thấy thì đây là một chiếc áo có cái thiết kế khá là kỳ lạ. Lúc đầu là nó chỉ là một chiếc áo hoodie trơn thôi, nhưng mà sau đó thì thằng bạn, cái người mà vẽ cho mình, nó học fine art, nó vẽ đôi giày này á, nó đã design lên thiết kế này. Bởi vì lúc đầu mình được tặng cái áo này nhìn khá là kiểu, tại vì nó theo trường phái freestyle và cái design của nó khá là lạ. Một bộ xương, một cái đầu em bé á, và bên dưới là cái gì mình cũng không rõ nữa. Bên đây thì mình với nó cắt ra xong rồi khâu lại bằng cái vải jeans. Ở phía trước này thì nó để chữ Human Creation. Nếu mà mọi người muốn biết nó là ai thì hãy follow Instagram của nó nhé. Mình sẽ để góc góc nào đây xung quanh đây nào. Trước đấy chiếc áo này có một chữ nhưng mà mình thấy nó hơi củ chuối, cho nên là mình dán lên thay đổi một tí, và chiếc áo này trở thành một tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp. Và cũng trong cái ngày sinh nhật của mình thì mình cũng có xuống thrift store, và dạo này mình thấy mọi người mặc varsity jacket hay là baseball jacket khá là nhiều ấy, cho nên là mình pick up luôn một chiếc baseball jacket nhìn khá là chiến. Mặc dù chiếc áo này thiết kế của nó hơi rộng và mình mặc rộng cực kỳ luôn, nhưng mà được cái này nó ấm, ấm cực kỳ, rất là ấm. Thì thiết kế của nó cũng không gì đặc biệt lắm, chỉ có rock band và một cái đầu của người thổ dân. Và chiếc áo này là có màu sắc là màu xanh, đỏ và trắng. Mình vẫn chưa rõ mình sẽ phối màu như thế nào. Đây sẽ là một cái màu sắc khá là đẹp trong tủ đồ của mình. Lúc đầu thì từng đấy là tất cả những món đồ mà mình định chia sẻ cho mọi người thôi. Nhưng mà vừa rồi luôn, mình vừa nhận được một cái package của H&M. Mình cũng đã nhắc đến cho mọi người là hồi Black Friday mình có mua một vài món đồ ở H&M, nhưng mà nó ship lâu quá, không ngờ ship ngay đúng ngày sau ngày sinh nhật của mình một ngày. Trong chúng ta có một cái receipt dã man to khủng khiếp. Mình cũng unbox cho mọi người nhé. Mình có đặt mua một chiếc áo blazer. Thì thật sự mà nói là mình khá là run khi mà mua đồ online ấy, bởi vì mình sợ rằng là nó sẽ không vừa với mình, rộng quá hoặc chật quá, đặc biệt là đồ vest hoặc là blazer ấy. Và cho dù mình có vào H&M thì người ta cũng không cho thử đồ. Cho nên là cái hôm mà mình vào Black Friday thì mình có lén mình thử size 44 thì mình thấy hơi to. Lúc đó thì tự nhiên có một nhân viên người ta đi tới, mình tranh thủ mình xỏ 42 vào, và size 42 là size hoàn hảo của mình. Thật sự mà nói là quá đẹp. Ở phần nách bên đây thì nó hơi chật một tí, không sao. Tiếp theo là một chiếc quần cũng với cùng màu sắc của chiếc áo luôn, cùng detail luôn, tại vì mình muốn mặc theo cho nó đồng bộ, đồng màu như kiểu tracksuit ấy. Mình mặc size L, mình sợ rằng làm size M nó sẽ làm cho cái đùi mình bị to, cho nên mình mặc size L rộng một tí để cho nó thoải mái và nhìn nó suông, không có bị béo quá. Cái detail màu xám và đường kẻ sọc khá là basic thôi, bởi vì mình cũng mới bắt đầu chơi theo cái style gentleman một chút, style lịch lãm một tí và phong trần. Chiếc quần này là mặc kiểu slim fit, khác với skinny fit một chút. Nói chung là skinny thì nghe nó có vẻ chật nhất, slim vừa và regular kiểu thế đấy. Cuối cùng là một chiếc áo jacket. Wow, chất liệu vải khá là êm, khá là đã tay ấy. Đây là chiếc áo, theo mình nhớ không nhầm thì mình đọc ở trên đấy là jersey jacket. Nhưng mà một điều buồn cười ấy, là khi mà mình xem chiếc áo này ở trên H&M ở store thì nó lại không sale, nhưng mà online thì nó lại sale. Mình thì mình thích phong cách fit đẹp nhất có thể, chứ không thích quá rộng. Mình lỡ mua chiếc áo Murakami collab với cả Billie Eilish màu xanh biển trong vlog trước, mặc rộng khủng khiếp, sau đó thằng bạn mình mua size M và mình lại mặc vừa chầm cả một lúc luôn ấy. Khá là đẹp. Thiết kế cái chất liệu vải này mình thấy thoải mái lắm, mặc khá là đã, có vẻ tạo ra cảm giác khá là ấm. Nhưng mà mình nghĩ mùa hè mà này ở Việt Nam chắc nóng chết ấy. Ok, và đó là tất cả những gì muốn chia sẻ trong vlog ngày hôm nay. Happy birthday to me, và cảm ơn mọi người xem cuối vlog này, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. Mình là Lê Huy và peace out guys.